4 basic của thể loại hình ảnh đẹp. Ok, let's go. Ok, rồi bây giờ động tác đầu tiên. Đây là do the work. Rồi mình sẽ nghiêng sang hai bên. Ok, trái phải, trái phải. Chân đầu gối sẽ nhún hai bên lắc. 1 2 3 4. Đồng thời tay của mình sẽ đánh. Người mình nghiêng sang bên nào thì tay mình sẽ đánh sang bên đấy. Okay. Ví dụ như là người sang trái này, tay mình sẽ đánh sang trái. Sang phải, đánh sang phải. Ok, lắc hai bên. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân mình sẽ nhún đều cùng với nhịp tay và người. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Là nhịp đơn. Và nhịp kép mình sẽ làm tương tự như vậy. Nhịp 3, 4 mình sẽ kép 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Ok, và bây giờ sẽ là gồm cả nhịp đơn và nhịp kép. Mình sẽ làm 8 nhịp đơn và sau đấy là nhịp kép. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kép và 1, 2, 3 và kép, 5, 6, 7 và kép. Ok. Động tác tiếp theo là Bass Simpson. Mình sẽ di chuyển hướng người sang phải và tay đánh ngược lại. Okay. Thu chân đồng thời phất tay lên. Ngược lại, trái. 3, 4, okay. Làm liền nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 8, 2, 3, 4, sang, lên, sang, phất, lên. Ok. Lại một lần nữa nhé, nhanh hơn. 5, 6, 7, 8, 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ok, tiếp theo là động tác remote hold. Mình chạy nhá, mình chạy và mình sẽ cua lại. Ok, và động tác 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, ngược lại. 5, 6, cua, 7 và 8, tiếp. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, làm nhanh hơn. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. Ok. Động tác cuối cùng mình hướng dẫn. Cái tên của nó hơi có một chút thời trang, động tác lưu xì. Okay. Mình tưởng tượng là mình cầm cái áo rút ra, cầm áo rút ra. Ok. Động tác mình sẽ nhảy chân sang một bên, đồng thời vứt cái áo xuống, nhảy ngược lại, vứt áo xuống. Okay. Khi có nghĩa là mình sẽ vứt áo sau khi mình nhảy. Đấy nhá. 5, sang trái trước. 5, 6, 7, 8, 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Freestyle, mọi người có thể không nhất thiết là phải vứt áo. Mình đấm cũng được. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đó. Ok, và giờ chúng ta sẽ ép nhạc nhé. Let's go. Hunter Entertainment.